Em chào tất cả các bác đến với kênh Cây Giống Quả Bao Miền của anh nhé. Thì tiếp tục những video mà em sẽ giới thiệu tất cả các bác cũng như là chia sẻ cho các bác về những cái dòng cây ăn quả cũng như là dòng cây trồng kinh tế đang có mặt ở thị trường Việt Nam. Thì hôm nay thì theo cái thắc mắc và yêu cầu rất là nhiều khách hàng các bác nhé, các bác hỏi em về dòng cao lùn. Tuy nhiên là ở những cái video trước thì nhà em đa phần chỉ bán cao lùn là những cái dòng cây cao to rồi các bác nhé, những cây cao trưởng thành rồi, chiều cao khoảng tầm từ 1m đến 2m và những cái dòng cây mà đã bắt đầu cho bẹ các bác nhé. Thì hôm nay thì rất là nhiều khách hàng muốn mua những cái cây nhỏ, bởi vì những cái cây to, em cũng nói luôn với các bác là dòng cao lùn là dòng cao cảnh các bác nhé. Chính vì thế cái giá thành của nó rất là cao, nó sẽ cao hơn cao từ quý rất là nhiều lần các bác nhé. Mặc dù nó không phải là dòng cao kinh tế, tuy nhiên ấy, dòng cao lùn thì là trồng làm cảnh rất là đẹp và các bác có thể là dùng quả để các bác ăn trầu luôn, thì là cái giá thành cây nó rất là cao. Thì hôm nay thì em sẽ là theo nguyện vọng của bác, em sẽ nên là giới thiệu tất cả các bác về cái lô cao lùn mà hàng cây giống các bác nhé. Bởi vì là rất là nhiều khách hàng của em muốn mua những cái dòng cây giống, các bác trồng ở khoảng tầm 5 đến 10 cây ở sân vườn nhà mình, thì cái giá dòng cây giống thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những cái dòng cây to, những cái gốc mà to của tay của em này, còn là những cái gốc mà nó khoảng tầm được khoảng tầm từ 10 đến 15 phân đang cho bẹ. Thì em sẽ giới thiệu các bác về dòng cây giống các bác nhé. Thì đây, hàng này thì nhà em phải lọc ra ươm rất là kỹ các bác nhé. Thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu tại bác về giống một cây cao lùn các bác nhé. Đây là một cây cao lùn giống các bác. Đó. Chiều cao thì nó cũng rất là thấp thôi, để em đo cho các bác cho nó chính xác. Đây, em đo lên cho các bác cho nó chuẩn cho các bác nhé. Thì chiều cao của những cái cây này thì nó chỉ khoảng tầm được khoảng tầm 15 phân các bác nhé. Vuốt lá đến ngọn là khoảng tầm 15 phân thôi. Thì ở những cái clip trước ấy, thì em cũng hướng dẫn các bác là phân biệt những cái dòng cao lùn rất là nhiều rồi. Có 1 đến 2 cái video đấy em phân biệt, phân tích cho bác rất là kỹ rồi. Thì chắc là em chỉ nói qua cho các bác nhé. Về đầu tiên là các bác nhìn nhé. Đối với những cái dòng cao lùn này thì các bác nhìn cho em đầu tiên là về cái thân của nó nhé. Dòng cao lùn thân rất là mập, rất là to. Lá cao lùn rất là xoăn các bác nhé. Xoăn và nó hướng vào trong này. Đấy các bác nhìn này, nó xoăn. Lá cực kỳ xoăn luôn. Và nó dày các bác nhé, mọc rất là dày, cực kỳ đẹp các bác nhé. Đây là những cây cao lùn các bác này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Thì em lên clip để giới thiệu luôn cho các bác. Để các bác khi mà các bác mua hàng thì tránh bị nhầm lẫn các bác nhé. Bởi vì là rất là nhiều khách hàng của em, rất là nhiều bác muốn mua dòng cao lùn nhưng mà là cao mầm các bác nhé. Các bác muốn tiết kiệm tối đa cái chi phí đấy. Nhưng mà em khuyên với các bác là kể cả như nhà em vậy thôi, nhà em mua cao mầm về nhưng mà nhà em ươm ra ấy, thì là 100 cây thì cũng chỉ được khoảng tầm từ 40-30 cây cao lùn thôi. Còn lại 60% là cao nai các bác nhé. Gần như là cái tỷ lệ lùn của nó rất là thấp. Bởi vì cao lùn thì các bác chỉ có thể phân biệt là khi mà cây nó bắt đầu nó đã phát triển và nó đã lộ thân này, và nó lộ ra những cái cặp lá của nó các bác, thì may ra đấy các bác mới nhận biết được. Còn những cái cao mầm thì ở trên mạng người ta khẳng định như nào thì các bác cứ mua về rồi các bác ươm ra và bác trồng thì các bác sẽ biết được là cái tỷ lệ mà ra mầm cao lùn ấy, chuẩn giống cao lùn thì nó sẽ là bao nhiêu phần trăm các bác nhé. Đó, còn nhà em chỉ bán dòng cao lùn, cao từ quý thì em sẽ bán cao mầm các bác nhé. Từ quý em bán cao mầm rất là nhiều, đầu vạn này các bác nhé, hàng mấy chục vạn cao mầm em bán rất là nhiều. Còn cao lùn này thì em chưa bán một cây cao mầm nào cả, em chỉ bán những cây to. Dòng cây giống này thì em mới bắt đầu bán cách đây từ khoảng tầm được gần một tháng trở lại đây thôi. Còn những cái cây mà bé như vậy thì năm ngoái và đầu năm nay em chưa bán các bác nhé, em mới bán trở lại thôi. Đấy, em cũng yêu là một lô cao lùn đấy, các bác có thể thấy cây rất là đẹp quá nhé. Trong cái lô này cũng có sẽ có một vài cây nai các bạn, nó không lùn hết đâu, rất là nhiều cây cây nai đấy. Những cái cây lùn này là những cái cây này các bạn này, thân rất là thấp, thân rất tẹt này. Thì sau này khi mà trưởng thành thì cây nó chỉ cao khoảng tầm từ 2m đến 2m rưỡi các bác nhé. Còn những cái cây cao nai thì nó có thể cao từ 3m đến 3m rưỡi. Đó là về cái cách các bác phân biệt nhá. Còn bác nào mà quan tâm về giá thành, các bác trồng cảnh một vài cây chơi thì các bác thể là liên hệ trực tiếp với em sẽ tư vấn cụ thể tất cả các bác. Còn em cũng khuyên các bác là những các bác mà là trồng kinh tế thì các bác không nên trồng cao lùn các bác nhá. Rất là nhiều khách hàng muốn trồng cao lùn bởi vì là nó dễ thu hoạch. Dòng cao từ quý thì nó sẽ cao hơn một chút, nó phải cao khoảng tầm 5 đến 7 mét. Tuy nhiên ấy, thì là cái năng suất quả của cao lùn rất là thấp các bác nhé. Quả tròn, được thu mua không được ưa chuộng thị trường các bác nhé. Đa phần là thị trường người ta sẽ chuộng cái dòng cao dài là quả to các bác nhé. Còn cao lùn này quả rất là tròn, chỉ dùng để ăn trầu này, bác trồng cảnh này. Bác trồng cao thì nó là phong thủy các bác. Ngày xưa thì các cụ thì nhà nào cũng sẽ có một vài cây cao. Nhưng mà ngày xưa các cụ hay trồng cao ta thì các bác thu hoạch các bác cũng đã biết là cây cao ta ấy, có những cái cây mà nó cao tới từ 15, 17 mét rồi, rất là cao. Các bác trèo lên bác thu hoạch rất là khó các bác nhé.
cực kỳ khó luôn, các bác dùng gậy thu hoạch rất là khó. Và khi mà miền Bắc mình thì bác đã biết là bão táp rất là nhiều, thường vào tháng 6, tháng 7, tháng 8 bắt đầu là mùa mưa bão, thì những cây cao cao đấy thì rất là dễ bị gãy, các bác sẽ rất là dễ bị gãy các bác nhé. Còn những cái dòng cao lùn này thì nó thấp tẹt thôi, nó chỉ khoảng tầm từ 2m đến 2m rưỡi thôi, 2m tầm đấy. Thì các bác kể thứ nhất là về thu hoạch này, thứ hai là về cái đảm bảo cho bác về cái khi mà thời tiết nó xấu này, kiểu bão này, gió mùa đấy, thì nó không bị ảnh hưởng đến cây cối nhà các bác. Thì đó, thì em sẽ lên đây chia sẻ với bác về dòng cao lùn. Thì bác nào mà quan tâm về dòng cao lùn, các bác muốn trồng thì các bác thể là liên hệ trực tiếp với em sẽ tư vấn cụ thể tất cả các bác. Còn bây giờ thì em xin tạm dừng video tại đây. Chúc tất cả các bác thật là nhiều sức khỏe và luôn mua những cây trồng chất lượng. Em chào tất cả các bác.